Chào mừng các bạn đến với Chống diễn biến hòa bình. Các bạn thân mến, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 3 tháng 3 1959, 3 tháng 3 2019, 30 năm ngày Biên phòng toàn dân 3 tháng 3 1989, 3 tháng 3 2019 và trao tặng Huân chương Quân công hạng nhất tặng Bộ đội Biên phòng. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu tại buổi lễ. Phóng viên báo Quân đội Nhân dân Minh Mạnh, Việt Cường, Phú Sơn đã tường thuật chi tiết buổi lễ long trọng này. Tham dự buổi lễ có các đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, các đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Đại tướng Đỗ Bá Tị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Dự buổi lễ có các đồng chí lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đại diện lãnh đạo các địa phương có đường biên giới, các đại biểu là điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội gửi lãng hoa chúc mừng. Thay mặt lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đọc diễn văn kỷ niệm. Cách đây tròn 60 năm, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 3 năm 1959, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100 thành lập lực lượng Công an Nhân dân Vũ trang, nay là Bộ đội Biên phòng. Ngày 28 tháng 3 năm 1959, tại buổi lễ thành lập lực lượng, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng rất vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự. Người đã huấn thị, đoàn kết cảnh giác, liêm chính, kiệm cần, hoàn thành nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, dũng cảm trước địch, vì nước quên thân, trung thành với Đảng, tận tụy với dân. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự ra đời của Bộ đội Biên phòng, lực lượng vũ trang chuyên trách bảo vệ biên giới quốc gia, khẳng định bước trưởng thành, phát triển của lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Ngày 3 tháng 3 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của Bộ đội Biên phòng. Quán triệt đường lối quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Ngày 22 tháng 2 năm 1989, Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ, ban hành quyết định số 16 về tổ chức Ngày Biên phòng toàn dân trong cả nước. Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 11 đã thông qua luật biên giới quốc gia, trong đó xác định ngày 3 tháng 3 hàng năm là ngày biên phòng toàn dân. Sau 30 năm thực hiện ngày biên phòng toàn dân, khu vực biên giới đã có bước phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh. Phòng tuyến nhân dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới ngày càng vững mạnh. Các đơn vị bộ đội biên phòng đã tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạnh toàn diện. Cụ thể, bộ đội biên phòng đã tăng cường 332 cán bộ cho các xã, phường biên giới, gần 1.500 đảng viên các đồn biên phòng được giới thiệu tham gia sinh hoạt tại chi bộ, các xóm, bản biên giới, hơn 7.000 cán bộ các đồn biên phòng được phân công phụ trách trên 33.000 hộ gia đình khu vực biên giới. Cùng với đó, lực lượng bộ đội biên phòng đã có nhiều chương trình, mô hình việc làm sáng tạo, hiệu quả, thiết thực hướng về đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, tiêu biểu như chương trình mái ấm biên cương đã vận động quyên góp xây dựng hơn 7.000 căn nhà trị giá 241 tỷ đồng, chương trình bò giống giúp người nghèo biên giới
đã trao tặng hơn 25.000 con bò giúp đồng bào nghèo biên giới. Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã cùng các cấp hội phụ nữ đỡ đầu giúp đỡ chị em phụ nữ ở hơn 100 xã biên giới đặc biệt khó khăn phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Đặc biệt, bộ đội biên phòng đã phát động và tổ chức hiệu quả chương trình nâng bước em tới trường, đỡ đầu hơn 2.800 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới được cấp sách tới trường. Với những thành tích đạt được, bộ đội biên phòng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng nhiều phần thưởng danh hiệu cao quý, hai lần được phong tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, một huân chương sao vàng, ba huân chương Hồ Chí Minh, hai huân chương độc lập, hai huân chương quân công, một huân chương lao động hạng ba, 154 lượt tập thể và 67 cá nhân được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ đã trao huân chương quân công hạng nhất tặng bộ đội biên phòng. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những chiến công, sự trưởng thành vượt bậc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong suốt 60 năm qua, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, bộ đội biên phòng qua các thời kỳ luôn được xác định là lực lượng nòng cốt chuyên trách trong quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Trong chặng đường 60 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự thương yêu đùm bọc của nhân dân, lực lượng bộ đội biên phòng được rèn luyện thử thách trong thực tiễn đấu tranh cách mạng, không ngừng trưởng thành về mọi mặt. Các thế hệ cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu về tinh thần cần kiệm, liêm chính, dũng cảm, trung thành với Đảng, tận tụy với nhân dân, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, 60 năm truyền thống bộ đội biên phòng và sau 30 năm thực hiện ngày biên phòng toàn dân, các đồng chí bộ đội biên phòng đã khắc phục nhiều khó khăn, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng đổi mới phương pháp công tác, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các lực lượng thực hiện tốt ba chức năng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, cùng nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế xã hội, nâng cao dân trí. Cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng luôn thực hiện tốt phương châm đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào dân tộc là anh em ruột thịt, luôn là lực lượng gần dân, hiểu dân, thường xuyên bám dân, bám địa bàn, được Đảng, Nhà nước, các ban ngành và cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương ghi nhận, tin tưởng và đánh giá cao. Khẳng định biên giới quốc gia là thiêng liêng bất khả xâm phạm, được cha ông ta dày công gây dựng, gìn giữ từ hàng nghìn đời nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng và xác định bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có yếu tố sống còn đến sự phát triển bền vững của đất nước. Đây là dịp để chúng ta nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí vai trò của công tác biên phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thấy rõ hơn nữa những thành tựu to lớn và thành tựu vẻ vang của bộ đội biên phòng. Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cần chủ động hơn nữa, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng, quán triệt sâu sắc, tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ, quản lý biên giới quốc gia theo các nghị quyết của Đảng, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, chương trình hành động, các đề án, chương trình công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị xây dựng Đảng bộ Bộ đội Biên phòng vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong tư tưởng, hành động cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị trong bảo vệ biên giới quốc gia, tiếp tục tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế văn hóa xã hội vững mạnh trên khu vực biên giới, gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, ổn định lâu dài trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở khu vực biên giới. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, hệ thống pháp luật về biên giới quốc gia và bộ đội biên phòng, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong công tác quản lý bảo vệ biên giới quốc gia,
đổi mới mạnh mẽ tác phong công tác theo hướng chính quy, khoa học, hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là trong công tác kiểm soát xuất nhập cảnh. Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, kết hợp sức mạnh thời đại, dựa vào nội lực là chính, kết hợp tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, xây dựng và quản lý khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác, phát triển, xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới rộng khắp, lấy nhân dân làm chủ thể, lực lượng vũ trang làm nòng cốt, bộ đội biên phòng là lực lượng chuyên trách, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia trong thời đại mới. Triển khai công tác đối ngoại biên phòng sáng tạo hiệu quả, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu kết nghĩa trên khu vực biên giới và nhân dân hai bên biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác hữu nghị với các nước láng giềng, thực hiện vừa hợp tác vừa đấu tranh, kiên quyết, kiên trì, khôn khéo, mềm dẻo trong giải quyết các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm môi trường hòa bình, giữ vững chủ quyền quốc gia, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa và quốc phòng an ninh trên biên giới và cả nước. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cán bộ chiến sĩ toàn quân, Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với quân đội nói chung và bộ đội biên phòng nói riêng. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nghiêm túc tiếp thu và quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ, tập trung quán triệt nắm vững tình hình nhiệm vụ, làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nỗ lực nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của toàn quân, làm tốt công tác vận động quần chúng khắc phục hậu quả thiên tai, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác biên phòng, công tác đối ngoại quốc phòng. Toàn quân đoàn kết một lòng xây dựng quân đội nói chung, lực lượng biên phòng nói riêng vững mạnh về mọi mặt. Trong bất luận trường hợp nào, quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trao bức chướng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng Bộ đội Biên phòng với nội dung trung thành tuyệt đối, đoàn kết kỷ cương, đổi mới sáng tạo, bình yên biên giới, để ghi nhận những chiến công thành tích của Bộ đội Biên phòng đối với sự nghiệp quản lý bảo vệ biên giới quốc gia.